Xin chào anh chị ạ. Bài hôm nay thì tôi tiếp tục chia sẻ với anh chị về lịch chọn ngày tốt cho tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Và năm nay năm 2021 Tân Sửu, tháng tôi chọn là tháng 5, tháng Giáp Ngọ anh chị nhé. Theo tiết khí thì dương lịch bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 6 tới ngày mùng 4 tháng 7. Anh chị để ý giúp tôi là đây là ngày dương ạ. Và thực ra ngày dương hay ngày âm thì nó chỉ là cái cuối cùng là phải quy ra can chi anh chị nhé. Để chọn ngày tốt thì chúng ta sẽ loại bỏ các ngày xấu, đó là xung tuế, xung nguyệt và xung tuổi, mùi, xung xỉu, tí, xung ngọ và mão, xung dậu. Những ngày này, những giờ này thì chúng ta sẽ không dùng. Và tiêu chí sẽ là quý nhân lộc mã, thiên can, địa chi hợp. Thì quý nhân là của tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Kỷ Dậu tôi sẽ đánh dấu xanh vào đây để chúng ta dễ nhìn hơn. Quý nhân của tuổi Kỷ Dậu là tại thân và tí. Tí thì xung tuổi, tí thì xung tháng, chúng ta bỏ. Lộc là tại ngọ, kỷ lộc tại ngọ, thiên mã tại hợi. Nhưng mà ngày hợi nào thì ngày không phải ngày hợi nào tôi dùng anh chị nhé. Ngày hợi nào nó cát lành thì tôi dùng. Tam hợp là tại tỵ và sửu, nhị hợp là tại thìn và thiên can hợp sẽ là giáp. Như vậy là được ngày giáp thân sẽ là rất là cát lành, hoặc là ngày giáp ngọ cũng rất là hay. Đặc biệt là ngày giáp ngọ là ngày thiên can sinh địa chi rất là tuyệt vời. Hoặc là ngày giáp thìn được. Thì chúng ta có những ngày như sau, những ngày nào mà tôi bôi xanh tất cả các ô thì những ngày đó sẽ cát lành hơn. Các ô mà chỉ bôi xanh ngày dương lịch và can chi thôi. Những ngày nào mà bôi xanh nhiều nhiều như này anh chị ạ, thì những ngày đó sẽ gọi là cát lành hơn. Còn cát lành hơn như thế nào thì mời anh chị theo dõi. Đầu tiên là ngày mùng 5 tháng 6, dương lịch ngày mùng 5 tháng 6 là ngày giáp thân. Đây, như ngày này là ngày quý nhân của tuổi Kỷ Dậu và giáp kỷ hợp với nhau rất là cát lành. Các giờ tốt gồm có thân, sửu, thìn và dậu. Mùng 8 tháng 6 là ngày đinh hợi. Các giờ tốt gồm có hợi, dần, dậu, ngọ. Hợi thì là thiên mã của tuổi Kỷ Dậu rồi. Và hơn thế nữa thì đinh lấy quý nhân tại dậu, thành ra đây là một cái cát lợi. Tiếp theo mùng 10 tháng 6 thì là ngày kỷ sửu. Các giờ tốt gồm có sửu, thân, ngọ, hợi, tỵ, dậu. 13 tháng 6 là ngày nhâm thìn. Các giờ tốt gồm có thìn, dậu, tỵ, hợi, dần thân. Dần thân thìn, dậu, tỵ, hợi, dần thân, tỵ, hợi. 14 tháng 6 là ngày quý tỵ. Các giờ tốt gồm có tỵ, thân, dậu và sửu. Ngày tỵ rất là hay. Tỵ tam hợp với tuổi là 1 này. Và tam hợp với tuế là 2 này. Tiếp theo ngày 15 tháng 6 là ngày giáp ngọ. Đây, một ngày rất là đẹp. Giáp hợp kỷ. Tiếp theo là kỷ lộc tại ngọ. Các giờ tốt gồm có và thiên can, giáp ngọ là thiên can sinh địa chi. Các giờ tốt gồm có ngọ sửu, đây là sửu anh chị nhé, ngọ sửu dần thân và tuất. Ngọ sửu, sửu chính là quý nhân của giáp. Tiếp theo 17 tháng 6 là ngày bính thân. Các giờ tốt gồm có thân, dậu, hợi, tỵ, thìn. Bính thì lấy quý nhân tại dậu và kỷ thì lấy quý nhân tại thân, tức là giao quý nhân đấy, giao giữa tuổi và ngày rất là đẹp. 22 tháng 6 là ngày tân sửu. Các giờ tốt gồm có sửu, dần, ngọ, dậu, hợi, tỵ. Ngày này cũng rất là đẹp, tại vì kỷ là ngày này là ngày tam hợp đối với tuổi dậu. Cái thứ hai là tân lấy dậu lại là lộc, tân thì ăn lộc tại dậu, thành ra là nó có cái sự giao nhau rất là hay, tam hợp và kết hợp ngày là có lộc, tân lộc tại dậu. Tiếp theo 25 tháng 6 là ngày giáp thìn, thì thìn dậu là nhị hợp này. Ngày này thì rất là tuyệt vời, thiên can địa chi đều là hợp nhau, giáp kỷ hợp, thìn dậu hợp rất là hay. Các giờ tốt gồm có thìn, dậu, sửu, dần thân. Dương lịch ngày 26 tháng 6 là ngày ất tỵ. Ngày này là ngày tam hợp. Các giờ tốt gồm có thân, mão, dậu, sửu. 27 tháng 6 là ngày bính ngọ. Các giờ tốt gồm có ngọ, dậu, hợi, tỵ, thân, dần, tuất. Bính thì lấy quý nhân tại dậu và kỷ thì lấy lộc tại ngọ, tức là ngày có sự giao nhau giữa quý nhân và lộc, giao giữa tuổi và ngày. 29 tháng 6 là ngày mậu thân và các giờ tốt gồm có thân, sửu, tỵ, thìn. Mùng 2 tháng 7 là tân hợi. Các giờ tốt gồm có hợi, dần, ngọ, dậu. Và tân thì lộc tại dậu anh chị biết rồi. Và tuổi tỵ, dậu, sửu thì lấy cái thiên mã tại hợi cũng rất là hay. Mùng 4 tháng 7 là quý sửu. Các giờ tốt gồm có sửu, tỵ, hợi, dậu. Thì trên đây là các ngày tốt, các ngày tốt hợp với tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Và các ngày tốt này sử dụng vào việc gì thì mời anh chị theo dõi phần 2. Phần xem xét ngày hoàng đạo, hắc đạo này, thập nhị kiến trừ và nhị thập bát tú để chọn ra các cái việc nên làm và các việc không nên làm.
Thì đầu tiên ngày mùng 5 tháng 6 là ngày Giáp Thân, là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, trực mãn sao đê. Hoàng đạo thì rất là tốt rồi, và các việc nên làm là kỳ phúc, giá thú, đính hôn, tạo trạch, tạo táng, bách sự đều cát, bổ viên, cầu tài, giao dịch, khai thương khố, khai thị, kinh lạc, lập khoán, lập khế, khế ước đấy, nạp tài, tiến nhân khẩu, tu thương khố, tài chế, tắc huyệt, xuất hóa tài, mãi điền viên và bá chủ. Những cái danh từ nào mà nó lạ, nó không liên quan đến công việc của mình thì anh chị có thể bỏ qua. Và ngày này là ngày Thân, thành ra là nó sẽ sát phương chấn, tức là sát phương đông. Thì những nhà mà tọa đông hướng tây thì kỵ khai trương động thổ, đổ trần đổ mái nhập trạch. Tiếp theo ngày mùng 8 tháng 6 là ngày Đinh Hợi, ngày này là chu tước khắc đạo, trực là trực chấp, sao là sao vĩ. Ngày này thì có một số việc nên làm như sau: giá thú, thú cấu, trang tu, tạo ốc, tế tự, hôn lễ, tạo tác. Ngày này tức là kết hôn, cưới hỏi được này. Kỵ khai trương động thổ, đổ trần đổ mái nhập trạch, nhà tọa nam hướng bắc, tại vì Hợi sát ly, ly chính là nam. Mùng 10 tháng 6 là ngày Kỷ Sửu, ngày Thiên Đức Hoàng Đạo, trực nguy và sao độc. Các việc nên làm là kỳ phúc, tu phương, tạo táng, giá thú, đính hôn, bách sự nghi dụng, an phủ biên cảnh, an sàng, huấn binh, huấn luyện, kỳ phúc, phá thổ, sách tá, tuyển tướng, tế tự, rất nhiều việc cho quân nhân và lãnh đạo. Và kiến tạo, khai trì, khai môn, tạo ốc, thu tài, tức là khai môn mở cổng ngày này rất là hay. Tiếp theo ngày 13 tháng 6 là ngày Nhâm Thìn, Thiên Lao Hắc Đạo, trực khai và sao hư. Ngày này thì chúng ta có rất nhiều việc làm được, đó là an sàng, an đối ngoại, ban chiếu, bàn di, chiêu hiền, chiêu hiền tài đấy, cầu tự, cầu con, cầu y, cử chánh trực, giải trừ, hoãn hình ngục, hành huệ ái, hành hạnh, hưng tạo, khai cử, khai thị, khiển sử, khánh tứ, kỳ phúc, liệu bệnh, lâm chánh, thâm dân, mục dưỡng, nhập học, phó nhậm, thiên huệ, thiên phong bái, thiện thành quách, thượng hạ, thượng biểu trương, thương lượng, thượng quan, thượng sách, thụ trụ, tiến biểu trương, tu cung, thất, tu trí, sản xuất, tuyên chính sự, tuyết oan uổng, tuất cu quỳnh, tài chế, tài chủ, tế tự, tứ xá, xuyên tịnh, xuất hành, yến hội, đàm ân và động thổ. Và kỵ khai trương động thổ, đổ trần đổ mái nhập trạch, nhà tọa bắc hướng nam, thìn tuất là sát khảm, khảm chính là bắc. Thực ra cái bộ sách về chọn ngày tốt sử dụng việc gì là ngày xưa là do những bậc công thần, những người quan chức có chức tước, chức vị lãnh đạo, thành ra là người ta biên soạn ra. Cũng có rất nhiều việc liên quan đến quan chức cấp cao làm việc, ví dụ như là thiên phong bái thì gần như là quan chức, hoặc là có thể nói là sếp cấp trên của mình, hoặc là chiêu hiền tài, hoặc là cầu con thì ai có thể cầu rồi, vân vân. Thì những cái nào mà liên quan đến mình thì chúng ta dùng, còn không liên quan thôi anh chị nhé. Tiếp theo 14 tháng 6 ngày Quý Tỵ, ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo, trực bế và sao nguy. Các việc nên làm là bổ viên, kỳ phúc, mai huyệt, mai trì, chúc đề phòng, tu ốc, tạo táng, tắc huyệt, tế tự, điền bổ, xuất hành và nạp tài. Dễ hiểu, xuất hành nạp tài, kỵ khai trương động thổ, đổ trần đổ mái nhập trạch, nhà tọa tây hướng đông, tại vì tỵ tọa tỵ tỵ là sát đoài, đoài chính là tây. Tiếp theo ngày 15 tháng 6, một ngày rất là cát lành, ngày Giáp Ngọ, ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo, trực kiến và sao thất. Các việc nên làm gồm có khởi tạo, tu tu tác, tu táo, tạo táo, tự táo, thụ phong cát lợi, táo tức là bếp đấy, nghi là an phủ biên cảnh, chiêu hiền, cử chánh trực, giao thiệp, huấn binh cũng là việc của quan chức cấp trên rồi, việc nhà binh, hành hạnh, khiển sử, lâm chánh, thân dân, phó nhậm, thiên phong bái, thiêm thiêm ước, thượng quan, tuyển tướng, xuất hành, xuất sư, tuyển tướng, hôn lễ, di đồ, hôn lễ, di đồ, kiến tạo, tế tự, quật tịch, kỵ khai trương động thổ, kỵ khai trương động thổ, đổ trần đổ mái nhập trạch, nhà tọa tây bắc hướng đông nam, tại vì ngọ sát cản, cản chính là tây bắc. 17 tháng 6 là ngày Bính Thân, ngày Thanh Long Hoàng Đạo, trực mãn và sao khuê. Sao khuê nói chung là mọi sự đều cát. Các việc nên làm là kỳ phúc, gia thú, đính hôn, tạo trạch, tạo táng, bổ viên, cầu tài, giao dịch, khai thương khố, khai thị, kinh lạc, lập khoán, lập khế, nạp tài, tiến nhân khẩu, tu thương khố, tài chế, tắc huyệt, xuất hóa tài, xuất hành, tài y và tu ốc. Tài y tức là khai môn mở cổng. Kỵ khai trương động thổ, đổ trần đổ mái nhập trạch, nhà tọa đông hướng tây, tại vì thân là sắt chấn, chấn chính là đông. Tiếp theo ngày 22 tháng 6 là ngày Tân Sửu, ngày Thiên Đức Hoàng Đạo, trực nguy và sao chủy. Các việc nên làm là kỳ phúc, tu phương, tạo táng, giá thú, đính hôn, bách sự nghi dụng, bách sự đều cát, an phủ biên cảnh, an sàng, huấn binh, huấn luyện, kỳ phúc, phá thổ, sách tá, tuyển tướng, tế tự, bất khả nghi dụng. 25 tháng 6 là ngày Giáp Thìn, ngày Thiên Lao Hắc Đạo, trực khai và sao quý. Nhưng mà việc làm được rất là nhiều, mặc dù là ngày Hắc Đạo anh chị nhé,
đó là an sàng, an đối ngoại, ban chiếu, bàn di, chiêu hiền, cầu tự, cầu y, cử chánh trực, giải trừ, hoãn hình ngục, hành huệ ái, hành hạnh, hưng đạo, khai cử, khai thị, khiển sử, khánh tứ, kỳ phúc, liệu bệnh, lâm chánh, thân dân, mục dưỡng, nhập học, phó nhậm, thiên huệ, thiên phong bái, thiện thành quách, thưởng hạ, thượng biểu trương, thượng lương, thượng quan, thượng sách, thụ trụ, tiến biểu trương, tu cung thất, tu trí sản thuất, tuyên chánh sự, tuyết oan uổng, tuất cô quỳnh, tài chế, tài chủng, tế tự, tự tứ xá, xuyên tỉnh, xuất hành, yến hội, đàm ân, động thổ, nghi là khả hạ táng, kỵ khai trương, động thổ, đồ trần, đồ mái, nhập trạch, nhà tọa bắc hướng nam, tại vì thìn tuất là sát khảm, khảm chính là bắc. Tiếp theo ngày 26 tháng 6 là ngày Ất Tỵ, nguyên vũ ất bạo, trực bế sao liễu. Ngày này thì là các việc nên làm là bổ viên, kỳ phúc, mai huyệt, mai trì, trúc đề phòng, tu ốc, tạo táng, tắc huyệt, tế tự, điền bổ, bất khả dụng. Nói chung là mọi việc đều có thể làm. Kỵ khai trương, động thổ, đổ trần, đổ mái, nhập trạch, nhà tọa tây hướng đông. Chị lưu ý đây là ngày nguyên vũ ất bạo và một số việc nên làm là như này nhé. Ngày 26, 7 tháng 6, ngày Bính Ngọ, một ngày rất là hay. Can chi đều là hỏa, ngày tư mệnh hoàng đạo, trực kiến sao tinh, sao tỉnh. Các việc nên làm là khởi tạo, tu tác, tu táo, tạo táo, tự táo, thu phong cát lợi, an phủ biên cảnh, chiêu hiền, cử chánh trực, giao thiệp huấn binh, hành hạnh, khiển sử, lâm chánh, thân dân, phó nhậm, thiên phong bái, thiêm ước, thượng quan, tuyển tướng, xuất hành, xuất sư, hôn lễ bá chủng, kỵ khai trương, động thổ, đồ trần, đồ mái, nhập trạch, nhà tọa tây bắc và hướng đông nam, tại vì ngọ là sát cảm. Tiếp theo 29 tháng 6 là ngày Mậu Thân, cũng là ngày hoàng đạo, thanh long hoàng đạo, trực mãn và sao dực. Các việc nên làm gồm có kỳ phúc, giá thú, đính hôn, tạo trạch, tạo táng, bổ viên, cầu tài, giao dịch, khai thương khố, khai thị, kinh lạc, lập khoán, lập khế, nạp tài, tiến nhân khẩu, tu thương khố, tài chế, tắc huyệt, xuất hóa tài, kỵ khai trương, động thổ, đổ trần, đổ mái, nhập trạch, nhà tọa đấy, tọa đông hướng tây, tọa đông hướng tây ạ. Tiếp theo còn hai ngày, đó là ngày mùng 2 tháng 7, ngày Tân Hợi, ngày Chu Tước Hắc Đạo, trực chấp và sao cang. Các việc nên làm cũng không có nhiều việc lắm, đó là giá thú, thú cấu, trang tu, tạo ốc, tế tự, hôn lễ bá chủng, mái mạng, kỵ khai trương, động thổ, đổ trần, đổ mái, nhập trạch, nhà tọa nam hướng bắc. Và ngày cuối cùng là ngày mùng 4 tháng 7, ngày Quý Sửu, ngày Thiên Đức Hoàng Đạo, trực nguy và sao phòng, nghi kỳ phúc, tu phương, tạo táng, giá thú, đính hôn, bách sự, nghi dụng, an phủ biên cảnh, an sàng, huấn binh, huấn luyện, kỳ phúc, phá thổ, sách tá, tuyển tướng, tế tự, tế tự, hôn nhân, thượng lương và di đồ. Thì trên đây là cái lịch ngày tốt tôi chọn cho tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 và tháng 5 Giáp Ngọ. Trước hết là phần 1 là ngày hợp tuổi và phần thứ hai là những ngày này dụng cho việc gì. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.